Em thấy chỗ nào mà thiếu á, em văng tiếp nha. Còn bên kia còn có lồng đèn kìa. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Cầu xin Chúa cho tạnh mưa. Hiện giờ trời đang mưa. Xin quý cụ ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Trong lúc mà đang làm thì luôn gặp những sự thử thách, nhưng mà cho chúng con có thể tiếp tục vững đức tin và mọi sự được sẽ được suôn sẻ. Đây các bạn volunteer tội nghiệp đang dầm mưa. Xin Chúa ban phép lạ cho ngưng mưa. Okay, is it still raining? Are you okay? Okay. So can I get you to move the lotus, the second lotus, over to the right a little bit? Please, thank you. Yeah, the small one. No, right here, honey. The pink one, right here. Move this over. Yes. Yes. You have to lift it up because it's, you have to lift it up because the, yes. So lift it up. So two person lift it up and one pull the blue. Yeah, lift it up. Yes, thank you. Yeah. No, I need it to the left. Yeah. Down. Yeah, not too much. Back. Okay. Now spread it evenly out. And now, Khoa ơi, this cherry tree, yeah. Dễ tơ hồng, can I please get it over, no, over by the, the blue, see the blue? Right there. Okay. Hi chị. Chị cần gì? Cần những bìa cà tông lớn hay là gì đó để mà dán menu lên. Cần cái gì? Cần cái gì đó nó cứng cứng để dán menu á. Với lại trong xe có. Bây giờ chị sắp hết những cái khác đi. Rồi xong em đi lấy cho. Okay, Khoa. Can I get this tree right here? Cẩn thận nha, coi chừng té. Okay, bit more, honey. Khoa ơi. À, Khoa để nó ngay đây nè. Xin qua tí xíu. In between this. Đây, ngay giữa này nè, cái đè nó xuống luôn. Yeah, in between there. Rồi, đứng lên. Rồi, bây giờ đẩy nó cao lên. Đè nó lại. Nó bị dính. Đè nó lại. Let's see. Tội nghiệp các thị nguyện viên. Okay. Toby, are you here? Toby ơi, I need a sandbag cho cái cây tơ hồng nhé. Xin Chúa cho trời hết mưa. Xin quý cụ ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cùng chúng con. Okay. It's gonna fly, honey. It's gonna fly. Careful, it's gonna fly. Okay. Manpower? Can I get a picnic table? And put it over here, please. To hold that. Yeah. Ah. Sandbag có không? Okay. Toby, Khoa. Toby với Khoa nghĩ cách bây giờ làm sao mà chúng ta có thể để cái cây tơ hồng này ở đây. Ở trên này được không? Trên thì lấy sandbag để cho nó cao lên được không? Hay là nó sẽ gớt? Good idea. Hay là cái cây này nó có thể vô đây không? Thì nó sẽ keep cũng được.
Có nghĩa là lời quá thực, nói chung khó. Yes, honey. Should pick this up because if water would get inside the bulb, it will not work. Say that again. I think we should pick these up. If water gets inside the bulb, it may not work. Get inside the what? Water inside the bulb. That thing contain bulb. The bulb. Yes. Oh, okay. Should be fine because it's for outdoors, so she be waterproof. Okay. Yeah. Okay. Don't worry. Okay. Bây giờ mình dùng zip tie chị, bây giờ nó hơi bị thưa. Okay, honey, because it's sparse. Bây giờ mình lấy zip tie á. Mình tie đi chị. Đây nè. Okay? Get zip tied. Here, hold this. Okay. Yes. Okay. All right. Yes. Yeah. Không còn có không? Anh về anh lấy. Mắc công anh đi, tội nghiệp. Sao anh phải về lấy anh quên rồi. Ok, vậy cho em 3 cái nữa đi. 3 cái gì anh? Dạ, vậy sẽ đẹp hai bên nó song song đẹp hơn. Ok, thank you much. Anh em chuẩn bị này nọ rồi thôi. Dạ. Xong rồi em kia mấy đứa kia lấy mấy count the way. Ok. Cái này á, mình sẽ làm bên kia một ấy nữa. Ok, bây giờ cứ để gì đi. Tại vì chúng ta sẽ làm một cái y chang gì bên kia. Dạ, nhưng mà phải đi lấy cái đen đen. Cho nên bây giờ tạm thời á, cái này để một góc đi. Dầu vô một góc giùm em để cho nó không có trống chỗ ha. Yes. Okay. See? Những cái chỗ mà each line 3. Honey, just make it look nice. See where it's sparse? Add in wherever randomly. Okay. Thank you. Sao vậy? Chuyện gì? Bây giờ anh Mẫn sẽ về lấy thêm 3 cái này nữa. Để làm bên kia y chang như vậy cho nó đều. Anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia kìa. Anh Mẫn cũng sẽ làm y như bên này luôn. Mình làm một bên này rồi. Để cho ta chụp hình nữa. Còn nhiều. Yes. Hả? Có bịch để cái hộp nội. Có. À, em bỏ vô cái bọc màu xanh nè. Có cái bọc màu đỏ. Đó, kìa. Lụm hết mấy cái đỏ đỏ này cho chị đi. Pick up all the red and put it inside the black bag. Thank you. Cái đèn mấy hả? Mấy cái đèn mà nè. Còn nữa không? Kìa, còn 3 cái nữa. Bên kia chỉ cần 3 giây thôi. Còn. Anh cần để làm gì? Như vậy anh lấy đỡ của mình đi. Thôi không, để qua đây để mình lấy thêm. Each of you should wear one on your wristband. Represent love. Anh cột cho mình đi. Để lúc nữa mình làm lại. Cứ tạm thời vậy đi. Tại vì phải dựng, phải ladies, like this, okay? Our code. Cái bên, cái gian hàng của mình á, anh cứ chọn cái nào mà có Better Future for Kids á, anh để vô.
nào mà quản lý inventory cho chị xin thêm hai cái đèn được nữa không? Đèn hả? Đèn này nè, chị, tại vì chị phải đăng ký trước khi chị lấy. Chị phải đăng ký để lấy cái này đúng không? Cho chị lấy hai cái dây đèn nữa. Tại cái này phải kiểm tra, không có thể tự lấy được. Hai. Dạ, cho chị Kelly. Hai thùng trắng để cho chị Kelly. Vậy thôi ạ. Dạ đúng rồi. Rồi đi. Một thùng là một cái đúng không? Một thùng là hai cái. Có nghĩa là một cái thùng trắng này là hai. Một thùng hai thùng dây. Okay, thank you. Banner lên rồi các bạn. Tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa cho mọi sự được suôn sẻ. Xin quý cụ ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng con nha. 200 thiện nguyện viên làm một cái chương trình mà vào cái ngày mà dự báo thời tiết là sẽ mưa. Cho nên Kelly tin là chỉ cần chúng ta có lòng thành, Chúa sẽ nhậm lời. Cho nên xin quý cụ ông bà và anh chị em hãy thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Tội nghiệp cho các bạn volunteer. No, honey, I want it. I want the barcade. Because the barcade holds it down. Put it back. No, I, because if the wind blows, there's nothing to hold it down. So put it back and make it straight, okay? Use the barcade to hold it down. Thanks, honey. Thương các thiện nguyện viên các bạn coi nè. Trời mưa râm râm mà mọi người vẫn các bạn trẻ đúng là tuổi trẻ tài cao thật. Rất là thương các bạn. Đó. Thật sự mình nhìn mà mình muốn khóc luôn á các bạn. Những cái tinh thần của các giới trẻ nó rất là đó. Thằng con trai của mình nè, từ 6 giờ 5 giờ sáng tới giờ. Đó, dễ thương ghê không? Bởi vì hỏi làm sao mà không thương cho được. Are you alive? Yes, I am. How are you? Hi, Kevin. I'm dead. No, just kidding. Đi vô đi mưa. Anasio. Chị đang nói tiếng Hàn Quốc đâu phải tiếng Nhật. Oh, okay. Vui gì? Chị nói tiếng Hàn Quốc, em nói tiếng Tây Ban Nha lại à? Mấy bữa đi vô đi. Go inside the tent. Guys, go inside the tent. Mưa lại rồi. Chị ơi, đi vô đi. Mưa lại rồi. Đi vô đi. Chừng nào mưa hãy xách mưa hãy ra. So I suggest if you're afraid of rain, go hide in a tent somewhere and then come out after. Oh, I think you guys are okay. Aren't you guys? Okay, so I need you to sign in with the volunteer information booth. I'll bring you over so you can get your t-shirt. Oh, okay, perfect. Yes, okay. So we'll see you around 7? Yes, I'll see you around 7. And the girls are able to like have a bit of a break during the day, right? Oh, they do. They have their break time and food is provided. Oh, really? Okay. Yes, of course. That's lucky. Yes. Oh, thank you. Oh, this is our Vietnamese costume. Okay, I'll see you guys soon. If you guys have time, come by. Thank you. Dễ thương không các bạn? Khách của Kelly ở tiệm tóc á, cho con đến volunteer. Dễ thương, dễ sợ. Rồi. Xin chào các bạn nha, phải đi làm rồi. Lát nữa hẹn gặp các bạn ở Celebration Square, Taste of Southeast Asia.
Hi, honey. Yes. So for your kids' booth, it's over that corner, right? My kids' booth, hi, Em. Yeah. So kids' booth is over at the last corner. Yeah. Okay. So they just have to check in. This is a lantern workshop. Is this your lunch? Yes. I'm not gonna warm up. I'm gonna cool down and then I'm gonna get sick. I already took a shower. Mình có dư áo này nè em. Cho mặc cái khí sập si đi. Khí sập si á, bỏ hết rồi à? Một bọc lẫn mà. Một bọc. Đem vô stay hết rồi. Cho nên mình muốn cho xài cái khí sập si trước nha. Dạ, chứ không phải better, không phải là khí sập Việt Nam. Ok. Ok. Cố lên nha. Các bạn làm giỏi lắm. Có mấy tên hả? If they don't have the name, give them the cuốn sổ để ghi tên. You guys sign up. Did they sign up? Okay. Wait. What name did you sign up? My name, Lisa. Okay, look for Lisa. Lisa. What booth did you sign up for? The only one that was available. Vendor setup. Vendor setup. Okay, why don't you look and find the name? So she did sign up, but it's for her. She's used her name instead of the dog. I couldn't sign up. There were no spots, so I just kind of threw in a note. Yeah, because usually the dog doesn't come to me at all. So for vendor, I just have some of them. I'm just gonna go to the kids area. So when they're done, just go to the kids area. Okay. Okay, thank you. Hôm nay á các bạn, Kelly phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tốt, không tốt đều là hồng ân. Không phải cái gì cũng tốt hết, nhưng mà những gì theo ý muốn hoặc là không theo ý muốn, mình dâng hết cho Chúa. Khi mà mình phó thác mọi sự thì lòng mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, mà không thấy nặng nề. Cho nên thôi, mọi sự Chúa lo nha. Xin các bạn thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Bye bye. Đây, những cái banner của chương trình đây, dễ thương ngay chứ các bạn. Đó. Anh Mẫn thì đang chuẩn bị trang trí trên sân khấu, là cái banner lên rồi. Vui quá đi thôi. Awesome job, ladies. Doing great. I love it. Keep up the good work. Okay, em yang lên. Yay. Yeah, phải yang lên because when media come, we have something to show. Okay, oh, I made you a pink one and a blue one. Okay, okay. Yang lên cho nó đẹp. After they move, I guess. Các vendor đang set up rồi. Dễ thương ghê chưa? Can you park on the first spot on this side? You would have to ask Hua.
the vendor, the person that you contact for the vendor. Oh, okay. I wouldn't have the authority. Yeah. So you're go ask Hua. I'm sure he'll help you. Yeah? Yes. Thank you. Good luck today. Chị Hạ cần cái bảng. Chào cả nhà. Bữa nay chúc mua mai bắt đắt nha. Lát em là mở hàng hay không? Em mở hàng đầu tiên. À. Ly nước chanh tích. Hôm bữa hôm tiên cũng mở hàng mà. Dạ. Cái hàng có dịch xuống không em? Dạ. Không có đồ của em vậy, ừ. Chúa lo anh ơi. Bây giờ hết. Bây giờ anh đang dép đi đâu bây giờ? Chị, cái bảng cho chị nè. Chị dán hai mặt. Dạ, cho mấy bé. Bây giờ tôi ngồi là cầm cái bút. Dạ. Yes. Chị ơi, đây, chị để hai mặt. Nè, chị để hai mặt á. Thì để ngay đây nè. Trong xe, bây giờ khoan treo tại nó sẽ bị ướt. Dạ, lát nữa hãy treo. Mà không có gì, lấy ra đi rồi có gì hạt coi lúc nào làm thì làm luôn. Ok, anh ơi. Yes. Không, anh lát nữa làm được lát. Cái đồ. Tại sao anh không đeo cái nón? Để mình lấy cho. Em có mấy bạn nữ đứng trong kia kìa, có cần set up. Bây giờ trời đang mưa. Cho nên đợi tạnh mưa đi rồi cho mấy bé ra mất công bị bệnh. Ok chị. Nó đứng trong đó nha chị. Ok. Dễ thương ngay chưa các bạn, những các bạn trẻ nha. Dễ thương, ôi là dễ thương. Cho nên á, vui lắm các bạn ơi. Hôm nay dù cho chuyện gì xảy ra, mưa nắng cũng được, không cần biết. Tất cả là tình yêu. Đi đến giai đoạn này là đã thương yêu nhau lắm mới đi đến giai đoạn này. Cho nên một ngày mà suôn sẻ hay không suôn sẻ đó không quan trọng. Quan trọng là tinh thần của chúng ta với nhau trong sự yêu thương và hiệp nhất là quan trọng nhất. Vì thế á, không có gì để đáng lo cả. Bình thường á, Kelly mà đi dầm mưa như vậy là về nhà bệnh, buồn nôn ói mửa. Nhưng mà hả, các bạn biết không, khi mà mình làm những công việc này thì Chúa luôn đồng hành. Cho nên không gì sợ cả. Chỉ sợ lòng chúng ta không bền và chúng ta vì cái tôi thôi. Còn khi mà chúng ta vì cái chung thì mọi sự đều là hạnh phúc cả. Nè, các bạn trẻ đó, đây là những bằng chứng tình yêu nè, thấy không? Đó. Rồi, xin hẹn gặp các bạn chiều nay nha. Actually, trưa nay mới đúng chứ.